Mai xin chào quý vị. Mai có nghe mọi người nói đến bộ phim Ngôi Nhà Trong Hẻm thì sẽ được trình chiếu vào ngày Valentine, ngày 14 tháng 2. Và còn có sự góp phần của chị Lâm Hương Quân Hồ và anh Trần Bảo Sơn nữa. Mà nghe nói thì chỉ là nghe nói thôi, Mai vẫn không hết ý. Cho nên Mai đã lên web và tận mắt và tận cảm nhận rằng bộ phim rất là kinh dị và rất là sợ. Và Mai cũng mong các bạn hãy cùng đi với Mai cùng xem. Mày hứa một điều là mày sẽ dẫn luôn cả gia đình của mày đi xem nữa.